Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một tuần mới lại trôi qua. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong giờ thứ 9 với những câu chuyện thật khó tin nhưng có thật, đầy kịch tính nhưng cũng đầy tính nhân văn. Vâng, tôi đang nóng lòng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện như vậy. Ban biên tập nhận được câu chuyện chia sẻ của một người phụ nữ trung niên. Trong câu chuyện đầy rẫy những đúng sai, bất định nhưng cũng không ít sự tử tế nhân văn. Chúng tôi rất phân vân về những cách ứng xử của những nhân vật trong câu chuyện này, bởi cuộc sống của họ được pha những gam màu vô cùng kịch tính, khó lường, với những âm mưu toan tính và cả sự rằng sẽ giữa ích kỷ và lòng nhân hậu ở mỗi con người. Không để quý vị chờ lâu, chúng ta cùng đến với câu chuyện Mẹ của con tôi ngay sau đây. Đây là lần thứ bảy tôi nhận kết quả phôi hỏng. Điều đó cũng có nghĩa là việc tôi cố gắng bao nhiêu để có một đứa con máu mù cũng không thể. Sau 15 năm cố gắng, có con bằng mọi cách. Vâng, tôi năm nay 40 tuổi, thành công trong sự nghiệp, có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Chỉ thiếu một đứa con. Cả hai vợ chồng đều đã đi khám trong và ngoài nước và biết được tình trạng tử cung của tôi có vấn đề. Nếu có phôi đạt thì cũng rất khó khăn trong việc mang thai. Điều này cũng chính là điều khiến tôi muộn phiền và không cảm thấy mình được hạnh phúc trong suốt những năm tháng kết hôn. Hôm nay, đối diện với thực sự chúng tôi không thể có con, dù là bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tôi đã đứng lặng đi cả tiếng đồng hồ trước cổng bệnh viện. Nước mắt cứ thế trào ra vậy là chúng tôi hết hy vọng về việc có con theo phương pháp đó. thế nhưng cả hai vợ chồng vẫn chưa bao giờ ngưng mong mỏi về việc này. thậm chí chúng tôi bàn đến nhiều phương án và phương án nhờ người mang thai hộ hay mọi người thường gọi là đẻ thuê cũng được tính đến. điều này là cực chẳng đã. nhưng về mặt y học thì bác sĩ nói nếu tôi kết hợp với trứng của người phụ nữ khác thì khả năng cao là vẫn có thể có được. tùy thế. Đó lại không phải là đứa con chung của tôi và vợ tôi mong mỏi. Điều này có nghĩa nó là con tôi nhưng lại không phải là con của vợ tôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó từ lâu. Trong lòng cũng nghĩ, nếu cả hai vợ chồng cứ sống và không cần có con thì sao? Hay là chọn cách có con nuôi? Nghĩ thế nào thì tôi cũng thấy tội cho anh, bởi rõ ràng anh là một người rất khỏe mạnh khiếm khuyết là ở tôi vì yêu vợ nên chồng tôi đã rất nhiều lần đứng ra để bênh vực tôi chuyện muộn có bầu anh nói tất cả là do anh chưa muốn không phải lỗi của tôi chính vì điều này mà tôi càng yêu và thương anh hơn nhiều khi thấy anh nô đùa với đứa cháu ruột nhìn nụ cười và vẻ mặt của anh tôi biết anh vẫn khao khát tiếng con trẻ trong nhà và tôi cũng vậy sau hơn một tháng kể từ ngày nhận được kết quả, tôi bàn với anh chuyện nhờ người mang thai hộ và tôi sẽ nuôi bộ từ khi đứa trẻ ra đời. Công sinh chẳng bằng công dưỡng và tôi cũng muốn chăm sóc đứa con ấy vì nó là con của anh. Mà con của anh thì cũng là con tôi. Hơn ai hết, tôi cũng mong muốn một lần được ấm bồng một đứa trẻ và nó bi bô, gọi mình là mẹ. Tôi hiểu vợ tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đưa ra quyết định ấy. Chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì với tôi cả. Tôi cũng bước vào ngưỡng trung niên. Vợ tôi cũng vậy. Rất nhiều áp lực từ phía hai gia đình. Tuy bao năm nay tôi đã cố gắng để gạt đi những đàm tiếu. Nhưng thú thực, bản thân tôi vẫn muốn có một đứa con nối dõi để cuộc sống vợ chồng có nhiều kết nối hơn. Nghĩ đã thông suốt. Chúng tôi quyết định làm việc đó qua một đầu mối ở quê một cô gái trẻ đang là sinh viên ở thành phố gặp khó khăn trong cuộc sống do cả nhà gặp nạn. Tôi quyết định để vợ gặp cô ấy trước và mọi quyết định sẽ do vợ tôi quyết. Cô gái mới 20, khuôn mặt rất sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, ở cô toát lên một vẻ lương thiện. Cô gái tên Dịu, đang học năm thứ hai của một trường đại học trên thành phố. Gia cảnh cực kỳ éo le, mẹ bị tâm thần có ba em nhỏ nheo nhóc bố một mình gồng gánh lao động chân tay chẳng may gặp tai nạn giờ mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên đôi vai của cô gái cực chẳng đã dịu làm đủ mọi thứ nhưng vẫn không đủ tiền lo cho gia đình ở quê thông qua một người quen tôi đã có một cuộc hẹn và thực hiện giao dịch với dịu tôi đưa dịu đi khám tổng quát để đảm bảo đứa con của tôi sinh ra sẽ khỏe mạnh về mọi mặt. Vợ tôi hẹn dịu ở một khách sạn. Sau đó tôi có mặt. Vợ tôi nói qua về việc đã khám tổng quát và chia sẻ cho ba bên về việc thu xếp cho dịu thuê một căn phòng chung cư mini gần nhà tôi để tiện chăm sóc thai kỳ. Đồng thời, dịu vẫn có thể đi học nốt cho đến khi bụng to thì tạm thời xin bảo lưu, chờ sinh xong có thể tiếp tục học với một khoản chi phí nửa tỷ đồng để cảm ơn dịu và một hợp đồng cam kết với các điều kiện chặt chẽ như việc không được tiết lộ việc này với ai mãi mãi đồng thời không được phép gặp con dịu không hề đắn đo mà ký ngay vào hợp đồng tôi cũng chuyển vào tài khoản của dịu một phần ba số tiền theo thỏa thuận sau đó chúng tôi cùng dịu đi đến bệnh viện để thực hiện thủ tục hiến chứng tất cả những điều này đều tuyệt mật chỉ với một bác sĩ là người thân thiết của tôi được biết ngày bác sĩ báo phôi thành công khiến hai vợ chồng tôi không khỏi vui mừng chúng tôi cùng nhau đưa dịu đến thực hiện thủ thuật mọi việc diễn ra như dự kiến vậy là một sinh linh đã thành hình mặc dù không có trải nghiệm về việc mang thai nhưng bản thân tôi cứ lâng lâng như thể mình đang mang bầu thật Tôi tìm hết các thông tin về thời kỳ bầu bí để dạy và cho dịu học cách giữ gìn sức khỏe khi mang thai. Để cho mọi chuyện xảy ra đúng như kịch bản, tôi và chồng đều bàn nhau việc tôi giả mang bầu để mọi người đỡ dị nghị. Mọi chuyện phải được thực hiện nghiêm túc và kỹ lưỡng. Để đảm bảo cho con tôi được an toàn, vợ tôi đề nghị tôi phải đưa đón Dịu đi học mỗi sáng bằng xe ô tô riêng Cô ấy cũng mua các loại sữa bầu và đồ ăn đủ chất dinh dưỡng để cho dịu bổ sung hàng tuần. Đến tháng thứ ba, khi biết đó là con trai, hai vợ chồng tôi đã mở một bữa tiệc nhỏ cùng với gia đình thông báo về việc vợ tôi mang thai. Điều này khiến hai bên vô cùng vui mừng. Ai cũng nghĩ sau bao năm cố gắng, vợ chồng tôi đã được tổ tiên phù hộ. Thai càng lớn, dịu càng ngén nặng. Điều này khiến việc học của cô ấy cũng ảnh hưởng. Dịu kể, mỗi khi lên lớp, cô ấy thường xin ra ngoài vài lần để nôn ọe. Việc thất thường nên cũng có lời ra tiếng vào. Tôi đề nghị Dịu nên bảo lưu các môn để tập trung vào việc mang thai. Mọi việc tôi sẽ lo cho cô ấy. Thế nhưng có một đêm, Dịu gọi điện nói có hiện tượng ra máu, khiến tôi tá hỏa. Chồng lại đi công tác nên tôi phải lập tức sang nhà trọ để đưa Dịu đi cấp cứu trong đêm. Sau lần dọa xảy đó, tôi đề nghị với chồng đưa Dịu về nhà với danh nghĩa người giúp việc để tiện chăm sóc. Vì nhà tôi rất ít khi có người thân bạn bè đến chơi. Anh ngần ngừ một lúc rồi nói: "Tùy tôi quyết định." Việc đưa Dịu về chăm sóc khiến tôi có chút lấn cấn. Từ lâu chúng tôi là cặp đôi kín tiếng nhà cũng ở ngoại thành biệt lập ít khi có người lạ ở chung tuy việc này cũng là việc cần làm của hai vợ chồng thế nhưng tôi vẫn có chút gì đó không thoải mái dịu nói cô ấy có thể nấu ăn các món cơm quê rất ngon cô ấy sẽ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa không phiền đến hai vợ chồng tôi bữa ăn đầu tiên của ba người diễn ra khá vui vẻ dịu quả thực nấu ăn khá ngon tôi đùa nếu sau này ra trường không xin được việc thì cứ ở nhà tôi. Câu nói này khiến vợ tôi khựng lại, còn dịu có chút bối rối. Lúc ấy tôi thấy mình hình như hơi vô tâm với cảm xúc của hai người phụ nữ bên cạnh. Tôi cũng bắt đầu đeo bụng bầu giả để phù hợp với tình trạng của thai kỳ theo từng tháng. Vì làm lãnh đạo nên tôi chủ động trong việc đến công ty làm việc thì thoảng tôi xuất hiện chớp nhoáng ở công ty để xử lý công việc, sau đó lái xe về nhà. Có lần tôi đột ngột về nhà giữa trưa, tôi thấy chồng mình đang áp tai và bụng dịu. Việc này làm tôi choáng váng. Anh thấy tôi về thì cười rạng rỡ, vẫy tay, ra điều bảo tôi đến gần, cùng áp tai và bụng dịu để cảm nhận con đạp. Tôi thấy vẻ vô tư của chồng và dịu thì cái gai trong lòng vừa nhú lên cũng biến mất Có lẽ tôi đã nhạy cảm và đang nghi quá chăng Mỗi khi đưa dịu đi siêu âm Nhìn thấy đứa con ngày một lớn trong bụng khỏe mạnh Trong lòng tôi lúc nào cũng hân hoan Đã lâu lắm tôi mới có cảm giác hạnh phúc như vậy Có đôi lần thấy dịu cứ mặc đi mặc lại hai cái váy đầm cũ Tôi chở cô ấy đi mua vài chiếc đầm mới Và đưa cô ấy đi mua sắm thêm vài thứ Mỗi lần như thế Dù đã đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui của dịu không ít lần đi khám hay đi mua sắm người bán hàng đều gọi chúng tôi là hai vợ chồng giây phút ấy thú thực tôi cũng không phản kháng gì nhiều dù sao cô ấy cũng thực sự là mẹ của con tôi trong lòng dịu nghĩ thế nào thực sự tôi không rõ chỉ thấy thi thoảng cô ấy hay liếc nhìn tôi một cách kín đáo không chỉ thế vài tháng ở chung cô ấy đã thuộc nằm lòng sở thích ăn uống của tôi và thường chủ động nấu những món ăn mà tôi thích hàng ngày. Điều mà chính vợ tôi cũng không để ý. Tôi là Diệu, người mẹ sinh học của con anh chị. Kể từ ngày đặt bút ký vào hợp đồng ấy, tôi đã phải đấu tranh nhiều tháng trước đó. Cho đến khi gia đình tôi thực sự không còn nơi nào để bấu víu. Một là tôi phải bỏ học để cố gắng nuôi cả nhà hai là tôi phải bỏ mặc tất cả để tập trung vào việc học dù sao thì tôi cũng đang làm một việc trời không dung đất không tha đó là bán đi đứa con của mình tôi không dám biện minh cho điều gì đồng tiền sẽ quyết định tất cả tôi cảm thấy có chút an ủi rằng đứa con mình sinh ra được một gia đình giàu có và nhân hậu nuôi nấng đó cũng là phúc của tôi nếu tôi lấy chồng và có con, có lẽ con tôi cũng chẳng thể có được cuộc đời như vậy. Dù rằng xé tâm can đến thế nào thì việc gia đình anh chị đã giúp đỡ tôi và khao khát đứa con của tôi cũng làm tôi thấy biết ơn. Nhất là anh, một người chồng mẫu mực. Mẹ vợ tôi muốn sang nhà để chăm vợ tôi có bầu. Điều này khiến cả nhà lo lắng. Vợ tôi liền lấy cớ đi công tác xa và bay vào miền Nam để trốn mẹ đẻ. Dù sao thì Diệu cũng còn hai tháng nữa là sinh. Sau khi con ra đời, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Vì vậy, thời gian này tôi và Diệu ở cùng nhau. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không phải là không có cơ sở. Càng ở gần cô gái đáng thương này, trong lòng tôi lại càng trào lên nỗi thương cảm. Diệu là một cô gái có hiếu với gia đình, cô cũng thông minh và vượt khó khi sống trong cảnh nghèo nhưng vẫn thi đỗ đại học lại nấu ăn ngon có vài lần tôi bảo tôi sẽ giới thiệu cô một chàng trai tốt ở công ty tôi những lúc như thế dịu bảo cháu muốn lấy một người như chú ấy khiến tôi bật cười cô gái trẻ thật biết cách làm người khác vui vợ anh đi vắng lâu ngày khiến mối quan hệ của tôi và anh ngày càng thân thiết hơn. Những cú đạp của thằng bé méo cả bụng tôi khiến anh thích thú. Chắc hẳn anh đã chờ điều này từ lâu lắm. Anh cứ xoa bụng tôi, áp tay lên và lắng nghe, rồi trò chuyện với con trai anh. Anh còn bảo còn phải ngoan nhá để mẹ đỡ vất vả. Những lúc như vậy, nước mắt tôi tự nhiên trào ra, không biết vì lẽ gì. Anh thấy tôi khóc thì lau nước mắt cho tôi. Ngoan. Anh thương em mà. Câu nói ấy đã phá đi mọi rào cản trong hợp đồng lạnh lẽo. Tôi xả vào lòng anh, nhận lấy cái ôm của sự cảm thông và chuyện gì đến thì cũng đã đến. Thưa quý vị, trong xã hội hiện đại, việc đẻ thuê không còn là việc quá hiếm. Cô sinh viên trong câu chuyện của chúng ta là một cô gái như vậy. Vấn đề rắc rối là người chồng và cô gái đẻ thuê lại có tình cảm với nhau. Câu chuyện sẽ dẫn họ đến đâu? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi được phát sóng vào chủ nhật tuần này trên kênh Lao động TV.